hình phạt ở địa ngục là liên tục hay gián đoạn à, trong kinh tạng á, thì à, hình phạt ở địa ngục là liên tục quý vị có thể nói là ở à, tùy địa ngục nhưng mà trừ địa ngục luân vi tức là địa ngục ở rìa của vũ trụ tạm gọi là địa ngục ở rìa của vũ trụ thì à, chúng sanh ở đó không có bị gián đoạn, không có bị gọi là hành hạ liên tục, không bị hành hạ liên tục là như thế này. ở đó tối tâm và chúng sanh ở đó bị mù và bám vào ở trên cái vách của luân vi tức là bám vào cái vách của rìa thế giới và họ bò ở trên đó. ở dưới là có cái hồ axit tạm gọi là axit đi, thì họ bị đối khác dằn vặt nhưng có nếu như quý vị gọi cái đối khác dằn vặt đó cũng là cái hình phạt thì chúng ta tính là cái địa ngục đó cũng chịu khổ liên tục nhưng nếu như quý vị không tính tức là mình nói cái chuyện đối khác để qua một bên đó, thì chúng sanh ở địa ngục đó đó khi họ bò như vậy họ chịu đối chịu khác và khi họ chạm đến chúng sanh khác, họ nghĩ rằng đó là đồ ăn và thế là hai cái chúng sanh đó là cắn xé lẫn nhau và rơi xuống dưới vách thế giới và rơi xuống cái hồ axit thì khi đó họ sẽ bị nung nấu và bị tiêu hoại ở trong axit sau khi chịu hết cái khổ ở dưới đó họ sẽ tái sanh tiếp tục ở lại trên cái rìa của luân vi thì trừ cái địa ngục đó còn các địa ngục khác khi mà sư đọc á thì đều chịu những cái khổ hình liên tục không có gián đoạn nếu như quý vị có cái tò mò về các cái cõi thì sư đề nghị quý vị tìm gọi là chú giải người và cõi có giải thích rất là rõ về những cái này